Thành công cho mọi việc Bởi vì mình mình là là sống một dù cái tôi tràn thích ngập tình sự yêu yêu thương thương và và những những điều điều tốt tuyệt đẹp, vời, tôi được chỉ dẫn rất và là bảo một vệ, cái tuyệt tuyệt vời, vời, rất tuyệt vời, niềm tuyệt vui và vời tiền bạc và vào cuộc công việc sống của rất là mình, vui, hạnh hạnh phúc phúc và tôi hạnh được tâm. sống được sơn vì được sống Tôi tin mọi vì điều biết tốt đẹp được sẽ xảy là ra, cứ tự yêu yêu thương và thương và được được yêu yêu thương, thương. tổng Tôi tổng có thể thể là là thế vượt nào thì qua những mọi mọi cảm khó xúc khăn sẽ và xuất vượt hiện qua từ được cái những năng lượng chân người thực. tôi Tôi được là tuyệt tuyệt vời vời, tuyệt tuyệt vời. vời. Một chiếc series hai ba Anh em yêu mất mic nha. Series Là chiến binh Siri dũng dũng cảm. cảm Với tiền cảm bạc ơn cả, tôi rất là cảm ơn. Cảm ơn quay Siri, liền mặt kia Siri, mình dũng sẵn cảm sàng chia sẻ. quân đội Tôi mọi đúng nơi mọi nơi. Hành động liên liên tục, tục liên tục hành động quyết liệt 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 hành động 100% trăm phần trăm thành công của mình, lựa chọn cuộc sống là một sản phẩm của tiêu thu nhập thụ động là mục tiêu của tôi, tiêu ra để cả mọi người mọi cái hành động của mình hành động của tôi yêu hết mình và cho đi hết mình. Hôm nay tôi trỗi dậy là lao hơn và hơn cả lao hơn đi theo tuyệt vời và những người nói nhân từ tốt đẹp tôi chỉ giúp họ tìm thấy tất cả các cơ hội giúp họ tìm tôi thành công về làm chủ cuộc đời chúng tôi đã tìm được cơ hội của chúng tôi ngày nay tôi rất cố gắng tặng bằng không với điều trọng yếu tôi hiểu rằng những người thành công là những người sẵn sàng đam mê những người thành công là những người chết đam mê và yêu nhưng mà ăn bổ dưỡng và học những ý tưởng mới để nâng tầm của tôi từ đó tôi khiến cho mình trở nên tốt đẹp việc của mình nhưng mà lý tưởng của nâng tầm của người của tôi là một điều đó tôi khiến mình trở nên tốt đẹp tôi nhận ra tôi nhận ra công việc của mình như một lời đây là một năm tuyệt vời nhất của chúng tôi. Tôi luôn tiến về phía trước. Tôi là chiến binh nhất của chúng tôi. Đây là một năm tuyệt vời nhất của chúng tôi. Và tôi luôn tiến về phía trước. Yes, yes, yes. Một, hai, ba, ô tô. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Biệt thự Hy Lạp. Biệt thự Hy Lạp. Du lịch vòng quanh thế giới. Du lịch vòng quanh thế giới. Infinity Leader. Infinity Leader. Ok, xin chào mọi người. Good morning. Ai cho phép cần hỏi là bao nhiêu cho số anh chị em quyết định 100% mình sở hữu xe hơi hình vương tuyết giơ ngón tay cái nào. Thank you. Bao nhiêu anh chị em quyết định đã mất công đi ô tô đi mẹt, nó an toàn hơn, nó chắc chắn hơn, đi nó thích hơn thì giờ hai ngón tay. Rồi sao sao hai tay vào nhau giúp đỡ năm đồng đội có xe hơi.
yes. Cảm ơn cả nhà và anh chị em quyết định đã làm là làm đến cùng, chơi một chơi cuộc chơi lớn, giúp ít nhất 15 đồng đội có xe hơi để mình tốt nghiệp S9 thì giờ hai vào tay. Ở cả nhà lắc xa xa hai tay và nhau thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu. Yes. Ok, chào mừng tất cả anh chị em đến với cái buổi làm việc nhóm S9 Infinity sáng thứ tư hàng tuần. Chúc cả nhà một ngày mới tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Cảm nhận thế nào đời trao thế đó. Nghề của chúng ta khắc họa bằng ba từ đó là gì cả nhà? Là mình làm bất kỳ một cái nghề gì thì mình cần phải hiểu nghề, đúng không? Mình hiểu nghề thì mình làm mới thành công được. Trong giao tiếp ấy, nó liên quan đến cái câu chuyện gọi là vị thế của giao tiếp. Thế nào gọi là vị thế của giao tiếp? Là khi mà mình giao tiếp với một ai đó thì mình có cái vị thế nào để gây ảnh hưởng với người khác, đúng không nào? Đấy. Mình có cái vị thế như nào để mình gây ảnh hưởng với người khác? Thế thì khi mà mình hiểu về cái vị thế của giao tiếp ấy, thì mình giao tiếp nó sẽ hiệu quả. Thế thì có những người mà người ta lấy cái vị thế bằng một cái quyền lực cứng. À, vị thế ví dụ như là dùng cậy sức khỏe này, để gây ảnh hưởng với người khác, để đàn áp người khác này. À, trong những người thì cậy là có tiền này, đấy, lấy thịt đè người này. Có những người thì dùng vị thế là lấy quyền này để ảnh hưởng người khác. Nhưng mà chúng ta thì sẽ không dùng cái vị thế này. À, nếu mà dùng quyền hay tiền này để chơi với người khác và để người ta chơi với mình ấy thì nó không có bền, đúng không? Chúng ta cứ quan sát mà xem, có rất là nhiều người có quyền lực đấy, giờ sau khi nghỉ hưu chẳng thằng nào nó chơi nữa. Nếu mà cái người đấy là dùng quyền để chơi với người khác, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết vua tôi, đúng không? Còn bạc còn tiền thì người ta còn chơi, còn bạc còn tiền còn quyền thì người ta còn chơi, và hết tiền, hết bạc, hết quyền trái chơi nữa. Còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết vô tôi. Thế thì trong giao tiếp của chúng ta dùng cái vị thế gì? Cái thứ nhất đấy là dùng nhân cách, dùng cái sự chân thành, chân thật, tử tế, trung thực. Thật thà là cha quỷ quái mà, đúng không? Ta biết là cái sự chân thật là nó vượt qua mọi kỹ năng. Cái sự chân thành ấy, cái sự thật ấy, là nó vượt qua mọi kỹ năng. Không có cái kỹ năng nào bằng cái sự thật, sự chân thành, chân thật cả. Không có cái kỹ năng nào mà nó bằng sức mạnh của tình yêu thương, power of love. Mình cứ yêu thương và chia sẻ, giao tiếp một cách rất là chân thật, chân thành. Những người có quyền, có tiền mà bất chính, nói chuyện với những người có nhân cách lớn, dù những người có nhân cách lớn họ chẳng có tiền, họ chẳng có quyền nhiều, nhưng mà vẫn phải nể trọng, ra thấy không nào? Đấy, thế cho nên là mình dùng cái vị thế giao tiếp là dùng gì? Dùng đầu tiên đấy là dùng sự nhân cách, là sự chân thành, chân thật, tử tế để mình giao tiếp với người khác. Mình dùng cái thứ hai đấy là dùng sự hiểu biết về nghề. Sự hiểu biết về nghề. Ví dụ trong một cái phòng nào đó, cái ông trưởng phòng mà cấp độ 1 chỉ có mỗi cái làm trưởng phòng, nhưng mà chuyên môn không thằng nào nó nể chẳng hạn, đúng không? Tức là rốt kiến thức về chuyên môn thì cũng cái vị thế giao tiếp đấy cũng không cao. Đấy, nhưng mà nếu mà giỏi về kiến thức chuyên môn chẳng hạn, người ta sẽ nể. Thế nghề chúng ta thì mình phải am hiểu về nghề của mình. Mình làm kinh doanh theo mạng, mình phải hiểu nghề của mình. Một nhà kinh doanh theo mạng chuyên nghiệp, professional, là mình rất hiểu nghề của mình. Đấy, và mình nói chuyện với người khác,
Người ta có thể rất giỏi lĩnh vực nào đó, nhưng riêng đã nói về network marketing, mình phải là bậc thầy, đúng không? Nói chuyện về kinh doanh theo mạng, mình phải là master. Chúng ta nói chuyện với, có thể họ là những luật sư, là những bác sĩ rất giỏi, những dược sĩ rất giỏi, họ là chuyên gia một lĩnh vực nào đó rất giỏi, nhưng đã nói về network marketing, mình là master, mình là bậc thầy. Thế thì mình mới có thể giúp đỡ được mọi người, đúng không? Mới có thể, tôi biết con đường đi trên đó và chỉ cho người khác biết con đường đó. Mình mới có thể truyền cảm hứng, mình có thể chia sẻ cái nghề tốt đẹp này đến cho người khác được. Đúng không nào? Rồi, bao nhiêu anh chị em? Đấy là hiểu nghề vô cùng quan trọng thì giơ ngón tay cái. Thank you. Đấy, cái thứ hai, cái vị thế giao tiếp thứ hai đấy là cái sự hiểu biết, cái kiến thức về chuyên môn, tức là rất am tường về nghề của mình. Vị thế giao tiếp số 3, để mình có thể gây ảnh hưởng, để có thể giao tiếp, để có thể làm bạn với tất cả những người khác, đấy là sự hiểu biết về xã hội, kiến thức về xã hội. Tức là dần dần mình sẽ có cái sự hiểu biết bao trùm, sự hiểu biết về xã hội. Hay mình nói đơn giản hơn, dễ hơn, đấy là hiểu các quy luật vận hành của vũ trụ, quy luật cuộc đời, đúng không nào? Các quy luật, ví dụ như là luật nhân quả, đấy, rồi vân vân, luật tập trung, luật trong ngoài, dần dần chúng ta sẽ nắm và chúng ta sẽ hiểu và vận hành các quy luật của vũ trụ. Các quy luật vũ trụ đó là chân lý. Cái người thành công trong cuộc đời này là cái người hiểu và vận hành các theo các quy luật của tự nhiên, quy luật của vũ trụ. Còn nếu mà chống lại quy luật, đi ngược lại quy luật, không khác gì bơi ngược dòng sông và không bao giờ tiến lên được. Có đúng không ạ? Đấy. Mình vận hành theo quy luật là mình đi theo dòng chảy. Đấy, còn mình đi ngược với quy luật là mình không khác gì lấy trứng chọi đá cả. Ví dụ, một cái luật đơn giản là luật trong ngoài. Thế giới bên trong quyết định thế giới bên ngoài. Đấy. Thế giới bên trong quyết định thế giới bên ngoài. Tức là mình phải làm giàu thế giới bên trong, thì tự khắc những thứ bên ngoài không muốn có nó cũng phải có. Thế giới bên trong đó là thế giới về cảm xúc, thế giới về tinh thần, thế giới về tư duy. Đấy, bây giờ chúng ta làm nghề làm chủ, mình cần phải có cảm xúc của người làm chủ. Đó là luôn luôn tích cực, yêu thương, ấm áp, hạnh phúc, bình an. Chúng ta có tinh thần của người làm chủ, đó là tinh thần dấn thân, tinh thần cho đi, tinh thần chia sẻ, tinh thần cống hiến, đúng không nào? Ví dụ như vậy, tinh thần phụng sự. Chúng ta có tư duy của người làm chủ, đó là tư duy chơi để thắng, tư duy tất cả cùng thắng, tư duy giải quyết vấn đề, vân vân, tập trung vào giải pháp. Ví dụ như vậy. Và khi chúng ta làm giàu thế giới bên trong, tức khắc tiền nó chỉ là phần thưởng thôi, ô tô là phần thưởng. Nhưng con người ta không hiểu quy luật và cứ đi tìm những thứ bên ngoài và đi tập trung, giống như là đi đào vàng ấy, người ta cứ đi đến mỏ vàng để đào vàng và nó không có, và nó ít, rất ít, đúng không ạ? Thậm chí chết vì sập hầm. Nhưng mà đào ở đây này, cái vàng nó ở trong đầu này này, đây là một cái mỏ có thể đào không bao giờ hết được. Rồi, bao nhiêu anh chị em đồng ý giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Các bạn biết ông Donald Trump ở đây, bao nhiêu người biết Donald Trump, giơ ngón tay cái nào. Thank you. Donald Trump là một đa tỷ phú, ngày xưa bố ông là làm cái nghề thầu xây dựng và làm kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, và ông ấy được ông bố dạy từ bé, và sau này ông lớn lên và ông cũng làm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh xây dựng bất động sản. Và bây giờ đến Mỹ, những cái tòa nhà rất là đẹp ở khu Manhattan, ở New York, rồi vân vân, ở Las Vegas có những cái sòng bạc rất là lớn mang thương hiệu Trump, ví dụ như Trump Park Avenue, Trump Tower, rồi vân vân. Thế thì đã từng có cái lúc mà ông ấy thất bại và ông ấy nợ âm 9 tỷ đô la. Nợ 9 tỷ đô la. Chúng ta khi hình dung này, chúng ta bây giờ nợ 1 tỷ, 2 tỷ, chúng ta cảm thấy thế nào? 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng ấy.
Và 1 tỷ đô la ấy, thì nó tương đương chúng ta có thể xây nhà cấp 4 từ Hà Nội vào đến tận Cà Mau. Để chúng ta hình dung ra 1 tỷ đô la nó nhiều như thế nào đúng không? Thì ông ấy đã từng có lúc âm 9 tỷ đô la. Nhưng sau đó ông ấy có thể làm lại và xây dựng lên một cái đế chế bất động sản ở Mỹ. Chúng ta thấy không nào? Ông trở thành doanh nhân đa tỷ phú. Thế thì điều gì nếu như một cái người, bởi vì ông ra ông giàu thế giới bên trong cho nên mất đi ông có thể làm lại được tất cả mọi thứ. Nhưng cái người trúng vé số mất đi có làm lại được không? Chả làm lại được. Hoặc những cái người mà chẳng may giải phóng mặt bằng, kiếm được mảnh đất thế bán đi, thế là bắt đầu có tiền không biết quản lý thêm mua các thứ linh tinh trong một thời gian hết. Có làm được cái số tiền lại không? Không làm được. Đúng không? Đấy, cho nên là giàu thế giới bên trong ấy, chúng ta có một cái đầu giàu thì chúng ta làm cái gì cũng được, cũng đều thành công. Đấy. Nhưng mà thế cho nên là đến cái ngành này, cái giá trị lớn nhất, giá trị đầu tiên, đấy là giá trị chúng ta được học để làm chủ, hay là học để làm giàu thế giới bên trong. Và đây, thông điệp đầu tiên muốn chia sẻ với cả nhà sáng ngày hôm nay nhé. Tập trung vào làm giàu thế giới bên trong, làm giàu cảm xúc, làm giàu tinh thần, làm giàu tư duy của người làm chủ, thì tự khắc mọi thứ nó đến. Cảm xúc, cảm xúc yêu thương này, cảm xúc bình an này, cảm xúc tích cực này, cảm xúc luôn luôn vui vẻ, hoan hỷ này, hạnh phúc này. Tinh thần của doanh nhân, tinh thần của cái người làm chủ là tinh thần cống hiến, tinh thần phụng sự, tinh thần chia sẻ, tinh thần cho đi vô điều kiện. Tinh thần dấn thân. Đấy, một số những cái tinh thần cơ bản như thế. Còn tư duy đó là gì? Chịu trách nhiệm, đúng không nào? Giải quyết vấn đề, tập trung vào giải pháp. Tất nhiên đầu tiên là chúng ta nhận thức bằng ý thức trước. Đấy. Nhưng câu chuyện là sao? Câu chuyện là tại sao mà có rất nhiều, có tại sao Sibri nó tốt như thế? Tại sao vào hệ thống chúng ta có con đường rồi, chúng ta có phương tiện rồi, chúng ta có hệ thống dẫn đường rồi, tại sao có nhiều người bỏ cuộc? Bởi vì cái thế giới bên trong ấy, nó được lập trình từ bé cho đến bây giờ, và phần đa là được lập trình ở làm công ăn lương, đúng không nào? Phần đa ở lập, được lập trình ở trong những gia đình giống như thường thế thôi, được lập trình ngày xưa mẹ là giáo viên sống ở một cái khu tập thể khi còn nhỏ ấy. Làm các cô bảo cường cường mày cố gắng mà học cho giỏi rồi sau này kiếm công việc ổn định nhé, nhớ là vào nhà nước nó mới ổn định đấy. Và được cài đặt vào tiềm thức như thế, và ra tốt nghiệp đại học phát có thằng bạn rủ thi ngay, đúng là vào nhà nước, vào báo nhân dân siêu ổn định, tức là cường thi vào đấy có 300 người thì lấy 7 người, cường đứng thứ hai vào báo nhân dân năm 1998. Và vào đấy là hợp đồng dài hạn ấy, có nghĩa là cái hợp đồng chẳng ai đuổi cả. Thế còn ví dụ sau này mọi người đi làm thì mọi người biết đúng không? Thế tức là nó lập trình và nó được cài đặt, thế giới bên trong quyết định thế giới bên ngoài, và tiềm thức nó luật hấp dẫn, nó hấp dẫn chính xác như gì ở bên thế giới bên trong nó có. Thế thì cái tiềm thức, cái thế giới bên trong của người làm công ăn lương khác hoàn toàn thế giới bên trong của người làm chủ. Cái cảm xúc của người làm công ăn lương ấy là phụ thuộc vào hoàn cảnh, bối cảnh. Chúng ta hôm rồi ai còn nhớ công thức quản trị cảm xúc không nào? Thế giới bên trong nhá, quản trị cảm xúc. Nhung, tầm nào? Dạ vâng ạ, em xin chào thủ lĩnh và chào cả nhà mình. Em xin trình bày lại cái công thức quản trị cảm xúc, đó là 10% sự kiện cộng với 90% phản ứng thì sẽ tạo ra 100% kết quả. Tức là sự kiện mà xảy đến với chúng ta thì chúng ta không thể thay đổi được, nhưng nếu như chúng ta thay đổi cái cách mà mình phản ứng với cái sự kiện đó, chúng ta luôn luôn phản ứng một cách tích cực thì cái kết quả chúng ta nhận được nó sẽ khác ạ. Ok,
Rồi cảm ơn 10% sự kiện cộng 90% khách phản ứng và 100% kết quả. Tức là sự kiện mình không thay đổi được, trời nắng trời mưa mình không thay đổi được. Nhưng mình thay đổi được cách mình phản ứng. Ví dụ Hà Nội đang rất là lạnh, miền Bắc đang rất là lạnh đúng không? Thì có người thì phản ứng là sao? Lạnh thế, mệt thế, khổ thế, chán thế. À, đi ra đường lạnh quá, chán quá, ví dụ thế. Thế nhưng chúng ta làm sao thay đổi được cái lạnh này? Là như chúng ta thay đổi được cách phản ứng. Trời, rất là mát, đã, nó bù đắp cho những ngày hè nóng lực, ví dụ vậy. À, chúng ta thay đổi được cách phản ứng. Có người trời mưa thì mưa bực bật nhếch nhác khó chịu. À, nhưng sẽ có người phản ứng là trời mưa thì sao? Trời mưa rất là mát, giúp cho cây cối mùa màng xanh tốt, mang lại nhiều oxy cho con người, vân vân. Sẽ thay đổi được cách phản ứng. Thì ngày xưa Cường không biết câu chuyện này, thì phần lớn là chúng ta bị lập trình là những cái gì mà phần lớn được lập trình là những cái gì bất như ý xảy ra, bất như ý. Cả những sự kiện như ý thì chúng ta vui đúng không? Còn những sự kiện mà nó không như ý, những cái sự kiện bất như ý hay còn gọi là sự kiện không như ý xảy ra thì phần lớn là phần đa, khi chúng ta không biết quản trị cảm xúc ấy, là phần đa phản ứng tiêu cực và kết quả xảy ra là bằng là chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả tiêu cực, bởi vì cái cách mình phản ứng như nào nó sẽ ra cái kết quả như thế. Ví dụ chúng ta đi tuyển dụng, nếu người ta ký hợp đồng thì là như ý, người ta không ký hợp đồng là bất như ý, đúng không? Chúng ta đi bán hàng, người ta mua hàng là như ý, thế còn người ta không mua hàng là bất như ý. Đấy. Thế thì vì mình không hiểu câu chuyện này, thế cho nên là ví dụ người ta không mua hàng là mình phản ứng tiêu cực, mình buồn. Người ta không ký hợp đồng, mình phản ứng tiêu cực là mình buồn. Phải không? Nhưng những cái người làm chủ kinh doanh, đấy, làm chủ cuộc đời thì người ta hiểu được rằng là gì, không có gì là thất bại, tất cả chỉ là bài học. Cái việc người ta không mua hàng là việc của người ta, việc của mình là chia sẻ. Và khi người ta, mình chưa giúp được người ta mua hàng là mình học được bài học gì. Tức là mình phản ứng bằng cách là mình học được bài học gì. Thế còn nếu mình không hiểu câu chuyện này là mình phản ứng tiêu cực, là cái gì đúng ý mình là mình thích tích cực, cái gì không đúng ý là mình phản ứng tiêu cực. Và đó là những lý do tại sao người ta bỏ cuộc, một trong những lý do. Các bạn hiểu không? Là bởi vì thế giới bên trong của làm công ăn lương là đã được lập trình từ nhỏ, tức là cứ cái gì đúng ý thì được khen ngợi, cái gì không đúng ý thì từ nhỏ, từ gia đình, từ bé. Ví dụ điểm cao là đúng ý bố mẹ, thế là được khen. Điểm thấp không đúng ý bố mẹ, thế là bị ăn chửi. Và nó đi vào tiềm thức. Đúng không? Nó đi vào tiềm thức. Cường kể ví dụ như con gái của Cường khi mà nó học trường lớp 6 là được vào thẳng trường Hà Nội Amsterdam, cái đứa lớn. Thế thì khi mà học và ở Hà Nội Amsterdam ấy, nó có một cái tủ, mỗi đứa có một cái tủ nhỏ đấy để đựng đồ. Thế một lần nó chơi nó làm mất chìa khóa đấy, và nó khôn, nó không dám gọi cho mẹ vì lúc đấy mẹ chưa học phát triển bản thân nhiều, mẹ chưa làm CV. Nó biết là gọi cho mẹ sẽ bị mắng, bị chửi. Nó gọi cho bố, nó gọi cho ba, thì Cường gọi là ba. Cường bảo ui, có chuyện gì, về ba đánh cho con 6 cái chìa khóa và ba cho phép con làm mất 6 cái. Đấy. Và như mỗi một lần mất thì học bài học là lần sau cẩn thận hơn, đúng không? Chúc mừng con. Thế thì còn lúc đấy nó đang cùng chơi cùng một cái đứa bạn. Thế cái đứa bạn nó không hiểu và ta sóc, mày đánh mất chìa khóa không nói với bố mày, ba mày, mà ba mày nói, chúc mừng con. Và Cường đánh cho con thêm 6 cái chìa khóa nữa đưa cho nó và cũng chả bao giờ nó làm mất thêm lần thứ hai nữa. Ví dụ như thế thì nếu mà mình
mình phản ứng là sao mày hồ đồ, sao mày hậu đậu thế, có một cái chìa khóa mà không giữ được mình chửi nó, đúng không? Và mỗi một lần như thế thì nó sẽ sợ sai, sợ thất bại và nó đi vào tiềm thức, chúng ta thấy không nào? Và bị cài đặt lập trình ở trong tiềm thức từ nhỏ là sợ sai, sợ thất bại, sợ làm hỏng, cho nên là cái tính cầu toàn, làm cái gì cũng mong muốn là cầu toàn và chả làm được cái gì cả. Hoàn thành hơn hoàn hảo, phiên bản 1 luôn luôn tốt hơn phiên bản 0. Phiên bản 0 có nghĩa là chả làm cái gì cả. Phiên bản 1 tức là làm đi rồi sẽ giỏi, đúng không nào? Làm nhiều, lặp đi lặp lại, rút bài học. Đấy thì cần lấy một ví dụ như thế để các bạn hiểu là chúng ta được lập trình cái thế giới bên trong từ nhỏ, và do giáo dục gia đình, giáo dục môi trường, nó khiến cho bên trong mình đầy nỗi sợ hãi mà mình không biết. Bên trong mình luôn luôn mong cầu những thứ đúng ý. Và như anh chị em muốn nghe sự thật thì giơ ngón tay cái nào. Sự thật là quy luật cuộc đời luôn luôn có những thứ đúng ý và không đúng ý xảy ra, đúng không? Đấy là quy luật của cuộc đời, quy luật của vũ trụ này là luôn luôn có những thứ như ý và luôn luôn có những thứ bất như ý xảy ra. Cho nên những việc xảy ra là nó phải xảy ra, và mình sẽ sẵn sàng đón nhận. Cách phản ứng của mình là sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ, bởi vì nó là quy luật, không có tránh được. Cái gì xảy ra là phải xảy ra, quan trọng là cách mình phản ứng. Đấy là quy luật. Những người đến với cuộc đời mình là những người phải đến, còn cách mình phản ứng thế nào, có phải không nào? Đấy, thế cho nên có nhiều người mà lấy chồng mà suốt ngày nó đánh nhau chẳng hạn, đấy mà mình không thay đổi cách phản ứng thì cứ bị ăn đòn suốt thôi, kêu than chịu, chả làm cách nào được, thì phải thay đổi cách phản ứng thôi. Hoặc là phản ứng làm sao đấy để luộc được trái tim khối óc của ông chồng, đúng không? Để ông chồng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đấy. Hoặc là giải tán quốc hội đấy, có hai lựa chọn như thế, nhưng tại sao lại cứ chịu như thế và cứ suốt ngày bị đánh, vân vân. Ok, đấy thì đầu tiên tôi muốn gửi đến thông điệp với tất cả anh chị em buổi sáng ngày hôm nay là tập trung vào làm giàu thế giới bên trong thì chúng ta làm gì cũng thành công. Còn nếu như chúng ta cứ chạy theo những thứ bên ngoài, thứ nhất là rất mệt mỏi và không hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần hiểu cái công thức quản trị cảm xúc đấy là giúp cho mình sống rất hạnh phúc. Lấy ví dụ như này, thế thì ông chồng ông về muộn chẳng hạn, là không, nếu không là không đúng ý mình, đúng không, là bất như ý, thế bắt đầu mình cáu, bắt đầu mình giận, mày đi đâu giờ này mới về, đi với con nào giờ này mới về, bắt đầu cáu giận. À, thế thì có phải một mình đã cáu là cả hai thằng đều không vui, phải không? Thế cái việc hôm đấy ông ấy đi về muộn, mình có thay đổi được cái việc đấy không? Cái sự kiện mình không thay đổi được, nhưng mình thay đổi được cách phản ứng, phải không? Anh đi đâu giờ này mới về? Chắc công việc bận anh nhỉ? Vào nhà em đã, vào tắm đi, em đã bật nước rồi, xong ra đây ăn cơm với mẹ con em chờ anh từ tối đến giờ. À, ví dụ thế. Độ 3-4 lần như thế mà ông về muộn, mà nếu mà lý do không chính đáng đâu, mà mẹ con em chờ cơm anh chẳng hạn. Đấy. À, thì câu chuyện nó khác, đúng không nào? Hoặc là không chờ thì đấy, mình thay đổi tông giọng từ tông đố. Tông đố, đấy là tông đố, tông cao. À, đấy. Chúng ta đi giao tiếp và nói chuyện tông cao thì không bao giờ chiến được. Tức là cái sự chân thật, chân thành ấy, nó thường là nó đến từ tông tông đồ. À, tông giọng trầm, tông đồ. Còn tông đố, không đi đâu giờ này mới về. Anh đi đâu giờ này mới về. À, khác nhau không cả nhà? Đó. Rất khác nhau, đúng không? Thế thay đổi cách phản ứng thì kết quả nó khác. Thậm chí hôm đấy ông đi làm cái gì đấy, ông mệt quá, đang cái lúc khó chịu, anh kêu giờ này về, ta bố phát, thế là ăn đòn.
90% cách phản ứng thì nó tạo ra kết quả, 100% kết quả, đúng không? Vì vậy mình phải, và đấy là cái công thức sống hạnh phúc đấy, và công thức thành công. Hiểu được cái đấy thôi ấy, là đã tốt lắm rồi. Ngày xưa mình không biết, không hiểu câu chuyện đấy. Không hiểu. Thế cho nên ví dụ như là bây giờ bà xã con nóng hay cái gì mình chỉ cười thôi, cười chả làm gì, đúng không? Nên một lúc là nó tiêu tan. Thế còn còn ví dụ mà một người sân lên, nóng lên và mình cũng nóng lên thì hai thằng nóng lên, thế thì nó thành cái gì thì chúng ta biết rồi, đúng không nào? Ok đấy nhá. À, tập trung vào làm giàu thế giới bên trong rồi. À, chia sẻ thêm cả nhà thêm một thông điệp nữa. Ở đây ai muốn bình an, ai muốn hạnh phúc vui vẻ thì giơ ngón tay cái, luôn luôn bình an hạnh phúc vui vẻ. À, rồi với ai muốn thu hút được về đội của mình, à, những con người luôn bình an hạnh phúc vui vẻ thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Cảm nhận thế nào đời trao thế đó, cảm nhận thế nào đời trao thế đó. Bản chất nó là luật hấp dẫn, là vận hành theo quy luật của vũ trụ, đó một trong những luật của vũ trụ đấy là luật hấp dẫn. Cảm nhận thế nào thì đời trao thế đó. Nếu mình luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc thì những cái thứ bình an, hạnh phúc, vui vẻ, an lạc, à, thì mình sẽ hấp dẫn những con người bình an, hạnh phúc, vui vẻ, an lạc. Mình sẽ hấp dẫn những cái điều tốt đẹp đến với mình. Bởi vì nó là luật hấp dẫn, luật hấp dẫn là luật luôn luôn đúng của vũ trụ. Các bạn đang đọc câu lạc bộ đọc sách ấy, The Secret, The Power of Secrets, sức mạnh của những bí mật ấy, thì trong đấy chúng ta có biết là có luật hấp dẫn, đúng không nào? Thế thì ví dụ chúng ta đọc tuyên bố hôm nay là một ngày tuyệt vời, cái nội dung ngôn từ là tuyệt vời, nhưng nếu mình không cảm nhận được tuyệt vời thì đời chưa trao cho mình những thứ tuyệt vời, có đúng không? Cảm nhận thế nào đời trao thế đó. Nghề của mình lúc đầu cường nói đấy, từ khóa là gì? Rồi anh chị em comment từ khóa nào, comment ba cái từ khóa nghề của mình. Nhà comment nào, ai nhớ trong bài đầu tiên, trong bài học số 1, trong 9 bước đi, 6 bài học 9 bước đi, nghề của mình đúc kết bằng 3 từ khóa, đúng không? Cảm ơn Nhung, đúng là tư vấn viên cao cấp, thank you. Nghề của mình đó là truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Nghề truyền cảm hứng, thắp sáng ước mơ, đúng không? Và dẫn dắt những người đồng hành cùng với mình vượt qua mọi rào cản để đạt được ước mơ. Đấy, và mình đúc kết lại bằng ba từ khóa để truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Chứ không phải nghề của mình là đi lôi kéo người, không phải nghề của mình đi chỉ là đơn giản là đi bán mấy cái thực phẩm chức năng, không phải. Đấy, cái đấy là một phần rất nhỏ. Chứ lôi kéo người thì tuyệt đối không phải, còn bán thực phẩm chức năng là những cái phần rất nhỏ. Nghề của mình đó là nghề truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Vậy thì bây giờ mình muốn truyền được cảm hứng. Cảm hứng tức là phải cảm được thì mới hứng được. Tức là mình phải cảm nhận được sự. Ví dụ mình chia sẻ về cơ hội của mình. Mình cần mình cảm được những cái tốt đẹp, những cái giá trị của nó. Đúng không nào? Mình truyền cho người khác thì người ta mới hứng được. Nếu mình không cảm nhận được những cái điều tuyệt vời, những cái thứ tốt đẹp của cái cơ hội của mình thì mình truyền cho người khác người ta có hứng được không? Mình không cảm thì làm sao truyền người ta hứng được? Chia sẻ về sản phẩm đấy, mình cảm nhận được cái giá trị sản phẩm nó giúp mình thay đổi như thế nào mà mình cảm nhận được và chia sẻ một cách chân thành, đúng không? Thì người ta sẽ hứng được bằng câu chuyện một cách chân thành. Chứ không phải nói hay về sản phẩm, mà phải cảm nhận được cái sự thật của nó mang lại giá trị thật gì cho mình, và tất cả những cái thứ thật thì mình sẽ cảm nhận được. Đấy, thế cho nên là phải luyện,
Cái này nó cũng phải luyện. Ví dụ đọc tuyên bố, hôm nay là một ngày tuyệt vời, thì cái tuyệt vời đấy là mình phải cảm nhận được hôm nay là một ngày tuyệt vời. Nên nếu mình đọc hôm nay là một ngày tuyệt vời, chẳng cảm nhận được thứ tuyệt vời nào cả, đúng không? Thì làm sao mà truyền cho người khác và người ta hứng được? Xét trên mọi khía cạnh, cuộc sống của tôi rất phong phú. Cuộc sống phong phú, thế nào là một cuộc sống phong phú? Những người bạn tuyệt vời, môi trường phong phú, làm công việc có ý nghĩa, đấy là cuộc sống phong phú, ví dụ thế. Nhưng mình không cảm nhận được cái sự phong phú đấy thì mình chưa truyền được cho người khác. Vì vậy mà bắt đầu mình luyện. Mình luyện là khi mình nói, mình diễn đạt về những cái thứ tốt đẹp, tuyệt vời, phong phú, thì mình luyện cái cảm nhận của mình, cảm nhận ngôn từ, thì mình sẽ truyền được, cảm hứng được cho người khác. Đấy, và thông qua bắt đầu luyện bằng đọc tuyên bố, đúng không? Và trong những cái nguyên ngôn từ ở trong các câu tuyên bố đấy toàn kim cương hết, tức là toàn ngôn từ tích cực để lập trình lại não bộ của mình, để cài đặt lại cho chúng ta, để ý cho chúng ta được lập trình như nào. Ví dụ đấy, cái gì mà bất như ý xảy ra, đúng không? Ui giời, chán đời thế, chán thế, đúng không? Còn chúng ta lập trình lại, hôm nay là một ngày tuyệt vời, bất kỳ điều gì xảy ra mà cũng rất tuyệt vời, bởi vì cái gì xảy ra nó phải xảy ra. Mình lập trình lại. Đấy. Thế thì người bình thường là ui giời, chán đời thế, mình là sống sao cho đời nó chán mình, đúng không? Phải không cả nhà? Tại sao phải chán đời? Các bạn biết là được sinh ra làm người là một niềm sự may mắn và hạnh phúc vô bờ bến. Người ta tất nhiên là không có cái gì chứng minh được, nhưng người ta có thể nói là có thể sao tu nhiều kiếp, rất rất nhiều kiếp mới có thể được làm người. Và được làm người khó hơn là cái con rùa mà Đức Phật nói là giống như con rùa mà có một cái khúc gỗ mà nó trôi ở dưới biển ấy, mà con rùa nó có thể chui qua vừa cái lỗ của cái gỗ đấy, thì nó khó hơn là một cái con rùa nó chui qua một cái lỗ, một cái khúc gỗ tình cờ nào đó trôi ở dưới biển. Càng nó khó như thế. Được làm người là vô cùng may mắn và hạnh phúc. Vậy chúng ta nhìn các chúng sinh khác mà xem, đúng không? Đấy, con chó nó thông minh như thế, nó không nói được, nó chỉ gâu gâu thôi. Phải không nào? Rồi con những con vật khác thì nó không làm chủ được. Và trên loài người là cái loài ác nhất, có thể tiêu diệt bất kỳ một cái loài nào, bởi vì con người có khác tất cả các loài vật khác, đó là có gì? Có tư duy, có trí tuệ. Còn các con khác, đúng không? Ở tầng thấp hơn, cho nên là mình làm chủ muôn loài là vì như thế. Con hổ nó có giữ đến mấy thì giữ, loài người vẫn xử lý nó một cách ngon lành, có phải không nào? Đấy, thế cho nên được làm người đấy là một cái niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng mà được làm người làm sao ấy mà sống hạnh phúc và có ích, tức là sống lúc nào cũng hạnh phúc bình an, phải không nào? Chứ nếu mà mình sân lên thì khác gì con thú, lúc nào cũng gào thét sân hận, nóng nảy, bực tức thì khác gì con thú, phải không anh? Hạnh phúc, cái thứ hai là sống có ích. Có ích có nghĩa là mình phải khác con vật. Con vật nó chỉ có gì? Ăn này, ngủ này, sách này, đi vệ sinh này, đúng không? Ăn này, ngủ này, sách này, ị này. Đấy, chúng ta nói rất thật với nhau như thế. Đó. Rồi, hoặc là những đấy là những cái con mà nhốt trong chuồng mà chúng ta nuôi. Đấy, thế còn cái con mà nó tự sống ấy, thì nó đi kiếm ăn rồi ăn này, rồi cũng ngủ này, đấy, rồi cũng sách này, rồi cũng nghĩ này. Thế nếu mà chúng ta cũng chỉ sống là cũng đi kiếm ăn này, đi làm việc để kiếm ăn không ấy, kiếm tiền không để tồn tại ấy, rồi cũng ngủ này, đấy, rồi cũng sách này, rồi cũng nghĩ này. Thế thì nó có hơn nhau là mấy đâu mà. Những cái khác ấy là mình sống có ích, tức là tạo ra giá trị, mang lại những giá trị tốt đẹp cho mình và những người xung quanh của mình, thì cuộc sống đấy nó khác hoàn toàn. Các nhà thấy không?
và chúng ta cùng là đi kiếm tiền, nhưng có những cái công việc thì nó không tạo ra nhiều giá trị, nhưng có những công việc tạo ra rất nhiều giá trị. Đấy, và nghề của chúng ta bây giờ chúng ta thấy không, chúng ta mang lại sức khỏe cho người khác, có phải giá trị tốt đẹp không? Mang lại một cái con đường cho người khác để có tự do, chúng ta có môi trường để giúp cho con người ta sống bình an, an lạc, hạnh phúc và có ích, đúng không nào, vân vân. Đấy, thế thì được làm người là một phúc cùng may mắn. Gần 8 tỷ người ngày hôm nay có ai giống ai không? Chẳng ai giống ai cả, đúng không? Và mỗi một con người là một kiệt tác của tạo hóa, nhưng do mình không hiểu. Đấy, thế cho nên là bởi vì nó được lập trình, đôi khi mình cứ than thân trách phận, mình không thay đổi được sự kiện, có nghĩa là ai sinh ra mình không thay đổi được, mình không thay đổi được cái việc từ trước đến giờ nó đã như thế nào rồi, mình không thay đổi được, nhưng mình thay đổi được ngay giây phút này. Những gì xảy ra mình không biết, không ai chắc chắn điều gì sẽ xảy ra cả, không ai biết được. Có phải không? Chúng ta đang ngồi đây nhưng mà mấy tiếng nữa điều gì xảy ra mình không biết được, nhưng mình có thể biết được ngay bây giờ, ở đây và bây giờ. Và bắt đầu từ giây phút này mình tập trung vào làm giàu thế giới bên trong, và bắt đầu từ cảm nhận thế nào đời trao thế đó. Có nghĩa là bây giờ mình muốn những thứ tốt đẹp đến với mình, bắt đầu luyện tập cái cảm nhận những thứ tốt đẹp, cảm nhận bình an, hạnh phúc. Và mình lan tỏa cái con virus tích cực đấy đến cho những người xung quanh, thì cái việc bán hàng hay tuyển dụng nó trở nên đơn giản. Nó trở nên đơn giản. Bởi vì mình cảm nhận thế nào, mình thế nào thì mình sẽ hút chính xác những thứ như thế. Cho nên là hãy biến mình thành cục nam châm là vì như vậy. Tức là biến mình, cái thế giới bên trong của mình nó giàu ấy, thì mình sẽ hút được chính xác những thứ như vậy. Thế giới bên trong đó giàu cảm xúc, giàu tinh thần, giàu tư duy, mình sẽ hút được chính xác những người như vậy. Đấy, thế sáng nay từ đầu đến giờ Cường nói hơi nhiều, đấy, nhưng mà Cường muốn gửi đến cả nhà một thông điệp là tập trung vào làm giàu thế giới bên trong. À, còn quả nó chưa có như ý muốn là bởi vì thế giới bên trong của mình, cái gốc nó vẫn chưa ok, thành ra quả nó chưa tới, đúng không? Bây giờ Cường nói một ví dụ như này. Tinh thần doanh nhân là tinh thần phụng sự, tinh thần cho đi vô điều kiện. Nếu các bạn cho đi vô điều kiện, chia sẻ như hơi thở, thì cái việc mà bán hàng hay tuyển dụng nó có khó? Chả khó, đúng không? Chả khó gì cả. Bởi vì mình biết ai chả cần sức khỏe, ai chả cần một cái môi trường để sống tốt hơn, ai chả thích tự do. Nhưng vì sao? Bởi vì nó được lập trình là người ta sợ thay đổi, người ta sợ mất mát, mất những gì đang có ấy, vân vân. Thế thì cho nên là mình cứ chia sẻ thôi, ai đủ nhân duyên thì đồng hành cùng với mình, đúng không? Và chúng ta hiểu quy luật là một người ra quyết định thông thường phải 4 đến 6 cuộc gặp. Đấy là quy luật. Nhưng nếu mình không hiểu quy luật ấy, là mình chia sẻ thế xong, mình chia sẻ xong thôi bỏ. Và chia sẻ người ta chưa làm. Người ta chưa làm không phải là người ta chưa, là người ta không làm. Chưa làm và không làm là khác nhau nhé. Giống như bạn Sâm của Cường ấy, mà một người bạn học cùng với Cường từ nhỏ chơi thân từ bé đến hết cấp 3. Cái đây 10 năm thì bạn ấy bảo mình là thằng hâm. Đấy, bây giờ bạn ấy còn hâm hơn mình. Bây giờ đồng hành cùng với mình, đúng không? 10 năm, đấy, có những người 10 năm người ta mới làm với mình. Và bây giờ không ai đam mê như bạn ấy, yêu thích công việc này. Thế thì nếu như 10 năm trước mình chia sẻ về ngành này và mình không trụ lại, thế bây giờ bạn ấy lại tự nhiên thấy thích làm nghề này mà chả thấy mình đâu nữa, thế điều gì xảy ra? Có phải không? Đấy, có những người 10 năm. Lương Nguyễn ở Đà Nẵng này, 5 năm. Từ khi mà Cường vào Đà Nẵng, Cường chia sẻ, Cường cũng đã gặp bạn rồi. Vào Đà Nẵng có một cái đội
đội nhóm bây giờ đội anh ấy vui lắm nha, đội các anh ấy chỉ chủ yếu là tiêu dùng thôi, mỗi tháng cũng túc tắc giúp nhau tiêu dùng 1.500.000, 2.500.000 điểm, 3.000 điểm, mà từ ngày xưa đến giờ, từ cái hồi kể cho cả nhà, từ cái hồi còn làm thị trường Đà Nẵng ấy, là cái ngày đấy nó chưa có online như này đâu, thế là cứ lúc đấy mới thu nhập khoảng độ 15 20 triệu một tháng gì đấy, có cái xe quay cắm 7 lần, cứ cứ hàng tháng vào giúp cái đội Đà Nẵng đấy, thì mỗi một lần đi ấy, là mình nói dối bà xã, và có một cái thằng em sinh viên nó không có xe máy ấy, thế cho nên ấy, là lúc nào mà anh đi tỉnh thì anh cho nó mượn. Thì sự thật là gì, sự thật là mình vẫn mang ra hàng cầm đồ mình cắm để mình có tiền để mình đi vào đấy hỗ trợ anh em để có tiền máy bay đi lại sinh hoạt khách sạn vân vân. Thế xong sau có hoa hồng thì mình lại lại lấy ra. Như cái bà chị mà cầm đồ ấy, cầm đồ thì trung bình là một ngày đâu đó là 1 triệu, là 5.000 gì đấy, 5.000 6.000 ấy là giá cao nó, nhưng mà mình cầm chỗ đấy nó rẻ, 1 triệu có 3.000 đồng một ngày thôi. Thì cái chị mình cầm đồ mà cái chị tin tưởng là mình tức là bởi vì là không muốn để xe ở nhà, thì đi đâu ấy thì để vào đấy cho nó đỡ bẩn, đỡ bẩn đỡ chật. Cái xe đấy nếu mà bán đi ấy, chỉ được khoảng, nếu mà bán tức là mình mua lăn bánh là 20 triệu xe quay ấy, nếu bán giỏi chắc được 12 triệu, nhưng nếu mình cầm đồ 15 16 triệu chị sẵn sàng đưa cho mình. Thế là thế. Tức là nếu nếu mà mình cầm mình bùng ấy thì chị bị lỗ, nhưng mà nếu mà sẵn sàng mình lấy 15 20 triệu chị sẵn sàng. Mà rồi chị chả biết mình nhà ở đâu nhỉ, cũng không biết mình đang làm cái gì luôn. Cái xe đấy cắm 7 lần vào Đà Nẵng hỗ trợ đấy nhờ cái đội nhóm đấy, thì nó như thế nhá đấy. Và trong câu chuyện đấy thì có những lần mình kết nối chia sẻ với các bạn Lương Nguyễn ấy, sau 5 năm bạn mới làm, thế thì đương nhiên mình sẽ chả chờ đợi con người nào cả, việc của mình là vẫn chơi và thỉnh thoảng vẫn gieo, vẫn hỏi thăm đúng không, là mình vẫn tiếp tục gieo hạt, sẽ có những hạt mầm nảy hạt trước và sẽ có những hạt mầm nảy sau, rồi cũng sẽ có những hạt chẳng bao giờ nảy mầm. Đấy là quy luật, là quy luật, và mình hiểu quy luật thì mình hạnh phúc thôi. Ai đủ duyên đón nhận thì đón nhận, nhưng mình phải hiểu, nhớ hiểu quy luật là phải chăm sóc. Người nông dân gieo hạt xong mà không chăm sóc thì có hạt nảy mầm không, làm gì có hạt nảy mầm. Rồi hạt nảy mầm xong nếu không chăm sóc thì có cây nó tốt lên và có ra hoa trái được không, làm gì có chuyện đó. Mình phải hiểu quy luật chứ, mình gieo xong là phải chăm sóc đúng không, gieo xong phải chăm sóc, phải tưới nước, phải bón phân, phải chăm sóc thì nó mới ra quả. Nghề của mình thế, mình gieo hạt chia sẻ là gieo hạt, mà nếu mà gieo xong không chăm sóc thì hạt nó nảy mầm ở vườn nhà người khác, có đúng không? Là mình gieo không chăm sóc nhưng mà sau đó người khác gieo hạt đấy có thể chưa nảy mầm, nhưng mà người khác nữa gieo, người khác nữa gieo, đúng thời điểm thì nó nảy mầm. Anh chị em nhớ không? Là mình làm cái gì mình cũng phải hiểu quy luật đấy. Và mình hiểu quy luật thế thì mình không có buồn, là mình cứ gieo hạt, đủ nắng thì hoa sẽ nở mà, thì mình mới đi được cái hành trình này, chứ không thì làm cái nghề, làm một cái công việc mà nó không hạnh phúc thì bỏ cuộc sớm là cái chắc. Nếu mình không hiểu quy luật, chia sẻ 5 người, 10 người, lần đầu tiên 20 người người ta không làm, thế là mình bị nhầm là tôi không có khả năng đúng không? Niềm tin hạn chế, tôi không có khả năng, tôi không có năng lực, tôi không biết giao tiếp, tôi không biết bán hàng. Thế là sao? Mình bỏ cuộc. Nhưng mình đâu hiểu câu chuyện là mình chăm sóc tiếp 4 lần đến 6 lần thì thường là hạt nảy mầm. Đúng các bạn? Mình đang nói cái gì mà xong lại liên thiên sang cái câu chuyện này nhỉ? Trần Hiền. Trước trước đó là cái gì? Trước cái gieo hạt nảy mầm là cái gì? Dọc thế giới bên trong mà. Ừ. Thế giới bên trong là cái gì Nhung?
Sau em rồi. Nghe thủ lĩnh nói hay quá rồi cứ cuốn theo thôi. Thủ lĩnh chốt lại là ngày buổi ngày hôm nay thì cũng muốn chia sẻ mấy cái về cái thế giới bên trong ấy. Yes, rồi cảm ơn Nhung Nguyễn. Ok. Rồi ai đó có câu hỏi gì xin. À đấy, tức là mình đang nói về một vài quy luật. Có những hạt mềm mỏng, có những hạt 10 năm, có những hạt 5 năm. Thế nhưng mà nếu mà mình không trụ lại đây thì ông Lương Nguyễn sau 5 năm ông mới thấy Simri tốt. Các bạn thấy không nào? Ê, hoặc là hôm qua Cường kể đấy, trước khi tan hỏi, Cường kể. Simri khai trương tháng 9 năm 2013 tại khách sạn Melia ở Hà Nội. Công ty khai trương vào thị trường Việt Nam chính thức. Lúc đó Cường chưa biết đến Simri. Cường hỏi lại những người ở công ty ấy, thì họ nói là sự kiện đó có khoảng 500 người tham dự. Và cái ngày Cường bắt đầu mùng 1 tháng 8 năm 2014 thì 500 người đó là không còn ai cả. 500 người dự. Đương nhiên 500 người dự đấy thì có người quý ký hợp đồng, có người không, đúng không? Nhưng khi Cường bắt đầu mùng 1 tháng 8 2014 thì 500 người đấy không còn ai cả. Và lúc đấy công ty vắng tanh như chùa bà đây. Cái câu chuyện nó không phải là biết trước nó không thành công, đúng không nào? Mà câu chuyện là ai là người kiên trì làm đến cùng sẽ thành công. Tất nhiên là phải lựa chọn đúng. Còn lựa chọn sai mà càng kiên trì thì mất, đương nhiên là mất thời gian, mình học được bài học khác nhưng mà mất thời gian. Nhưng mình lựa chọn đúng rồi thì người ở lại, người trụ lại là người thành công. Đấy, họ biết trước 11 tháng, đúng không? Khi công ty khai trương thì đâu có thành công. Bởi vì họ thiếu kiên trì. Rồi, xin mời Tân Tạng. Dạ, xin cảm ơn thủ lĩnh. Tân Tân gửi lời chào đến đại gia đình nhà mình buổi sáng. Lúc nãy là thủ lĩnh hỏi là có gì Tân Tân định nói lại mấy cái quy luật ha. Yes, rồi Tân Tân chia sẻ xem. Dạ, giờ nãy giờ thì Tân Tân học có nốt được thì biết là hôm nay thủ lĩnh rất là cố gắng để thấy ai cũng buồn ngủ, nhưng mà bằng cái tinh thần đó thì quý anh em nên cố gắng để chúng ta dậy sớm hơn, nỗ lực hơn. Thì doanh nhân trong cái buổi học sáng này Tân Tân học được đó là tinh thần doanh nhân, thì chúng ta cần phải có một cái sự dấn thân và phụng sự. Và trách nhiệm của một doanh nhân là chúng ta phải học được cái cách là tự giải quyết vấn đề. Và chúng ta tìm cái cách giải quyết vấn đề, chúng ta không có tìm cái gọi là tìm bới móc vấn đề. Đó, chúng ta phải ở ngoài cái hộp và chúng ta nên lập trình một cái tư duy, một lập trình một cái gọi là một cái cài đặt ở trong cái tiềm thức của mình, là mình phải làm giàu thế giới bên trong bằng cách là suy nghĩ tích cực và mọi cái vấn đề đều có những cái gọi là nút tháo gỡ. Chúng ta không tìm những cái nút thắt, chúng ta không tìm những cái gọi là cái sự tiêu cực, chúng ta luôn luôn hướng đến cái sự tích cực trong tất cả mọi vấn đề. Thì cái công thức mà để chúng ta làm chủ được cái bản thân và làm chủ được tất cả mọi vấn đề trong cái cuộc sống này, đó là công thức làm chủ được cảm xúc. Thì 10% là sự kiện xảy ra, 90% còn lại là cách phản ứng, và kết quả tốt hay xấu là phụ thuộc vào 90% cái cảm xúc phản ứng đó. Thì khi như vậy là chúng ta cần phải luôn luôn tự nhắc nhở, tự rèn luyện và lập trình một cái tư duy, một cái cảm xúc tích cực, và cảm xúc lúc nào cũng phải đẩy đến những cái điều mà như ý. Và công việc của chúng ta là truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt ước mơ. Thì đầu tiên á, có một câu là nếu mà chúng ta hiểu được người là chúng ta khôn ngoan, nhưng mà chúng ta hiểu được chính mình, chúng ta mới là giác ngộ. Thì là quý anh chị em nên cố gắng giác ngộ và gọi là rèn luyện và gọi là chinh phục chính bản thân mình. Thì khi đó sự nghiệp của chúng ta sẽ thành công. Rồi, Tân Tân xin cảm ơn thủ lĩnh ạ. Hay quá. Cảm ơn Tân Tân. Tân Tân là người yêu lao động và tu tập nhiều hả? Tốt, thank you. À, xin mời anh chị em, có ai có chia sẻ hoặc có câu hỏi gì xin mời. Ở đây có bao nhiêu anh chị em
đã từng nghe đến cái câu chuyện tái ông mất ngựa thì giơ ngón tay cái. À, ai mà có thể kể được câu chuyện này thì kể, để chúng ta hiểu về cách phản ứng. À, đây là một cái câu chuyện giai thoại của Trung Quốc, truyền thuyết gì đấy. Tức là ở ở bên Trung Quốc ngày xưa ấy, có một cái người đàn ông có một cậu con trai sống ở gần với biên giới của nước Hồ. Và ông ấy có một con ngựa. Thế một lần thì cậu con trai mới chăn ngựa thì không để ý lơ đễnh thì nó chạy sang nước Hồ mất. Thế những người hàng xóm mới đến động viên an ủi, ôi tiếc thế, có con ngựa đẹp mà cuối cùng bị mất. Thế thì ông ấy bảo là chưa chắc đấy nó đã phải là cái điều mà không tốt đẹp. Đấy. Và những người hàng xóm rất là ngạc nhiên và thấy ông mất con ngựa quý mà chả thấy ông ấy buồn gì cả. Thế và sau một thời gian thì tự nhiên con ngựa nó về, nó lại rủ thêm được một người bạn ngựa nữa. Đấy, thế là người hàng xóm ấy sang sang chúc mừng ông ấy. Thế sau sau đó thì ông bảo niềm vui đấy, nhưng mà cứ biết đâu nó lại có cái điều gì xảy ra thì sao. Thế một ngày đẹp trời, con ngựa, cái con ngựa nó kéo về đấy, cái con ngựa mà cái con ngựa nhà ông ấy đưa về, thì cái cậu con trai mới trèo lên cưỡi nó, và bởi vì chưa thuần phục được nó vân vân, thế là nó làm cho cái cậu con trai này bị gãy chân. Nên hàng xóm lại đến chia buồn ông ấy. Đấy, vừa rồi con nhà ông khổ thế, cháu nó đang khỏe đẹp thế mà bây giờ gãy chân. Ông bảo chưa phải đấy, chưa chắc đấy là điều xấu. Đấy, ông cứ sẵn sàng đón nhận nó thôi. Thế thì khi mà bắt đầu chiến tranh xảy ra, các trai tráng trong làng phải đi đánh giặc hết, nhưng riêng con ông vì gãy chân cho nên không phải đi. Thế cuối cùng trai tráng đi là hy sinh hết, thế là con ông ấy không sao cả. À, chúng ta thấy không nào? Thế thì cái việc mà sự kiện xảy ra ấy, là nó xảy ra. Thế còn cái cách phản ứng khác nhau, chúng ta thấy không? Hàng xóm thì phản ứng khác theo thông thường, thế còn ông ấy thì phản ứng theo một cái cách phản ứng khác. Và vì phản ứng khác cho nên nó ra kết quả khác. Thứ nhất là ông ấy bình an đã. Nếu mà con ngựa mà nó chạy sang nước Hồ mà mất mà buồn, thì có phải buồn thì có phải nó hại không? Hại não, hại sức khỏe không? Mà cái việc mà nó chạy sang nước Hồ rồi, mình có làm cách nào để cho nó quay về được không? Chạy sang biên giới nhà người ta đi tìm. Rồi cái việc mà con ông gãy chân rồi, thì cái việc gãy chân có thể thay đổi được không? Không thay đổi được. Thay đổi được cách phản ứng, phải không nào? Thế thì trên cách phản ứng rất quan trọng. Cảm ơn cả nhà. Xin mời anh chị em ai muốn chia sẻ hoặc có câu hỏi thì xin chúng ta Tân Tan ạ. Rồi, xin mời Tân Tan. Rồi, tiếp nối câu chuyện cái ông mất ngựa của thủ lĩnh quốc tế, thì Tân Tan có một cái câu chuyện cũng liên quan đến một cái con ngựa là Thiên Lý Mã. Thiên Lý Mã thì Thiên Lý Mã là một con ngựa nó rất là xuất chúng, mà 1.000 con nó mới được một con như vậy. Thì con này nó biết tự năng lực của mình rất là giỏi rồi, thì nó lớn lên thì nó cứ chờ cho một vị tướng quân đến đón nó đi thì nó mới đi thôi. Thì đầu tiên cái ông thương nhân đến và ngỏ lời mời nó đi buôn với ổng, thì nó kêu không, tôi không đi với ông đâu. Rồi đến cái thứ hai nữa là cái ông lính dẫn tới là ngỏ ý nó đi tòng quân với ổng, nó cũng không chịu. Đến lúc là chiến trận xảy ra, và có một cái vị quan đại thần ở trong triều tới để mà gọi là ngỏ lời và dẫn dắt nó đi để phục vụ cho tướng quân. Thì khi đó là ông quan đại thần này ông mới hỏi nó như thế nào, thì nó tự vỗ ngực xưng tên nó là Thiên Lý Mã. Và ông quan đại thần hỏi là khả năng của nó làm được những gì, thì nó kêu là nó có thể là đi đi xa vạn dặm, và nó có thể là chinh chiến. Nó mô tả về cái gọi là cái bản năng của một con thiên lý nhãn. Rồi xong ông quan đại thần bảo vậy thì anh có thông thuộc tất cả những cái đường xá ở trên quốc gia này không? Cái nó kêu không. Anh có từng ra chiến trận chưa? Nó cũng kêu không. Vậy thì năng lực của anh là gì? Thì nó mới kể kể vậy đó. Xong rồi nó mới cứ
Ông bảo là đi lên cái dốc kia thì đi lên được một đoạn thì nó thở hổn hển và không thể nào chạy được. Thì cái quan đại thần này mới nói là bây giờ tôi không thể tuyển dụng được bạn nữa. Thì có một điều rằng là có rất là nhiều người tỏ ra mình tài năng, tỏ ra mình xuất chúng, tỏ ra mình rất là giỏi, nhưng mà những điều thông thường nhất mình không trải qua, không đi với người lái buôn để thông thạo đường xá, không đi với người lính để thực hành. Thì dù có năng lực giỏi đến đâu thì đến một ngày tuổi già nó đến, nó lụi tàn thì chỉ là huyền thoại thôi và không khẳng định được bản thân. Nên Thanh Thanh từ lúc mà cách đây vài năm nghe được câu chuyện này, Thanh Thanh đã cài đặt trong bản thân mình là luôn luôn sợ mình bị đào thải với lại cái cuộc sống, nên lúc nào cũng là lấy cái câu chuyện này nhắc nhở bản thân. Còn có một câu chuyện tiếp theo là nó cũng có một cái ý niệm gọi là cái phản ứng của cuộc sống này á. Thì có một cái anh này là ngày xưa anh đi làm thuê á, thì anh phải rời khỏi cái vùng anh đi làm thuê, thì anh một ngày như vậy thì là cái ngày công bình thường nó sẽ được khai quang. Khai quang thì khi mà anh làm nó hết việc rồi thì anh phải đi về quê lại. Thì ngày xưa phải đi bộ, thì anh đi ngang qua một cái vùng đó có một cánh đồng thật là bát ngát nhưng mà toàn là cỏ không. Thì ông Phú ông mới treo một cái biển là đất cỏ 8 đồng, thì 20 đồng thì mới được khai quang. Thì ai cũng chê hết, kêu ít quá, ngày công ít quá, không chịu làm. Nhưng mà một cánh đồng bao la vậy đó, ảnh mới nhẩm tính ra thì nếu mà cắt cánh đồng này thì được thêm một khoản kha khá nữa để đi về. Nhưng mà người ta không có nhìn thấy cái lợi nhuận sau, mà người ta chỉ nhìn trước mắt là của bị hao hụt hết 1.000, một đồng, một quan 2 đồng. Cái là ai cũng từ chối, còn ảnh vào ảnh cắt cỏ. Thì khi ảnh cắt cỏ như vậy, ảnh bó lại rất là gọn gàng, ảnh xếp đóng lại. Tự dưng có những cái chuyến xe ngựa của những thương gia đi ngang qua rồi mới hỏi mua cỏ, thì ảnh nói là 1,5 đồng một bó cỏ. Thì nguyên một cánh đồng ảnh thu hoạch quá trời tiền luôn. Rồi ảnh hào hứng tới nhà của ông Phú ông đến nhận tiền công. Và sau đó anh về anh mở một cái cửa hàng cây giống. Thì khi mà mở một cửa hàng cây giống thì làm ăn cực kỳ phát đạt ra. Thì xong rồi có mấy người trong làng cũng thấy như vậy, bắt đầu mở thêm. Thì người ta mới đến chia buồn với ảnh, kêu là trời ơi anh đã mở ra làm ăn tốt nhưng mà cạnh tranh như vậy thì rất là khó khăn. Anh kêu không sao cả, tôi đang có một cái ý định là tôi sẽ mở một cái cửa hàng đại lý để phân phối toàn bộ những cái nguyên liệu để cho những người này buôn bán nó tốt hơn. Thì đó là tư duy cài đặt trong cái tư duy của mình. Nếu như mà người khác thì người ta sẽ ủ rũ, người ta sẽ buồn bã, còn anh này tìm thấy cơ hội ở trong mọi vấn đề và anh đã có sự chiến thắng. Tại vì cái công việc này cũng như vậy, hay bất cứ công việc nào cũng vậy, mình phải tạo ra một cái sự hy sinh trước, mình phải kiên trì tìm hiểu, rồi một khi đã quyết định thì làm đến cùng, thì kết quả còn mong đợi hơn cả những cái điều mình thấy trước mắt. Anh đang xin được khép lại. Cảm ơn thủ lĩnh quốc tế và cả nhà đã lắng nghe ạ. Ok, cảm ơn hai câu chuyện rất là hay của Tan Tan. Thiên Lý Mã đúng rồi, nếu có tài đến mấy mà không rèn luyện tập thì của đống tiền mà không dùng thì nó cũng oxy hóa, nó hỏng hết, đúng không? Ta không rèn luyện tập thì cũng vứt đi. Thank you. À, xin mời anh chị em khác, ai có câu hỏi hoặc chia sẻ gì xin mời. Xin mời nàng Bạch Tuyết và bảy chú Luân nào. Xin mời Bạch Tuyết. Là em xin chào thủ lĩnh và tất cả mọi người trong Zoom. Em thì cũng thường thì cũng không dám lên chia sẻ mà chỉ để nghe và để cảm nhận thôi ạ. Thì thấy thủ lĩnh là đang dạy rất hay cho nên là cũng không dám chia sẻ gì và chỉ đang bắt đầu để học và cảm nhận ạ. À, cảm nhận buổi sáng nay mình có nhận được điều gì không? À. Dạ, cái điều mà em nhận được ở trong bài học sáng nay thủ lĩnh dạy có nghĩa là em đúc rút được hai ba vấn đề ạ. Cái vấn đề thứ nhất là làm giàu thế giới bên trong là cảm xúc, tư duy và tinh thần. Cái thứ hai nữa là cái phản ứng sự kiện ạ. Là khi mình sự kiện thì có 10% và
còn lại 90% là cách phản ứng và nó ra 100% kết quả. Cái thứ ba là cái cảm mình cảm nhận thế nào thì đời trao thế đó. Và thứ hai nữa là thứ ba nữa là cái tinh thần doanh nhân của một doanh nhân ạ, là mình phải luôn cho đi vô điều kiện và thì mình sẽ sau này thì mình sẽ nhận được những cái giá trị mang lại về sau ạ. Và em xin hết ạ. Bạch Tuyết là làm nghề gì, ở đâu và trong đội dưới ai? Dạ em làm cũng là làm dân văn phòng và em đội của chị Tăng Nguyệt Ánh ạ. À, dưới dạ, em cũng mới, và em cũng mới vào thôi ạ. Ừ. Là ở khu Hải Phòng à hay đâu Bạch Tuyết? Dạ vâng, em ở Thủy Nguyên Hải Phòng ạ. À ok, chị Nguyên Hải Phòng. Rồi cảm ơn Bạch Tuyết. Dạ vâng, vâng, em cảm ơn em, cảm ơn thủ lĩnh ạ. Chiều. Hôm nay em mới được thủ lĩnh gọi. Ok, xin mời chị Hồ Minh nào. Có câu hỏi gì không, hoặc là sáng nay học được bài học gì? Em xin chào quý vị quốc tế Trương Minh Cường. Em chào đại gia đình nhà báo Trung Dương. Sáng hôm nay thì em học được rất là nhiều bài học. Và những bài học này thì các bạn cần lắm. Và những bài học này thì các thế anh chị ở những An An cũng như là chị Bạch Tuyết đã ở mặt qua rồi đấy. Trong quan điểm đó, tuy nhiên là em có một câu hỏi mong mà quý vị quốc tế có thể giúp em một câu hỏi này. Đó là em có một khách hàng. Cái câu hỏi này liên quan đến sản phẩm. Khách hàng của em sử dụng canxi, magie và acetic và có phản ứng lại và mồi lại cho em là sản phẩm rất là nóng, anh ấy bị nhiệt. Thì em hỏi là anh bị nhiệt như thế nào, thì anh trả lời là anh bị sưng rất là lợi lên, hơi thở thì có mùi. Quá trình mà em cho em gửi em đưa sản phẩm cho anh ấy thì em có gửi cho anh ấy cái phần mà những cái khi sử dụng thì cả nhà cũng nghe được em nói không ạ? À, nghe thì cũng nghe được nhưng mà cái nó hơi khó nghe một chút. Để em xem nào. Em bật âm lượng hết cỡ rồi. Được rồi đấy mình ạ, bạn để như thế nói vừa rồi nói khó nghe như này ok đấy. Đi gần gần vào. Bạn đè cái gì đó nên nên hoa. Minh ơi. Chia sẻ anh bị nhiệt rất là nóng. Đó là Minh Minh xem lại có đè cái gì lên micro ở trên Minh dùng điện thoại hay máy tính. Bạn nhấc cái điện thoại ra như vừa nãy thì bạn nói thì nghe được nhưng mà bạn dựa điện thoại vào cái đâu đó thì nó chỉ che cái micro nên nó khó nghe. Cầm điện thoại lên tay xem nào. Bây giờ được chưa? Ok. Đấy, đấy. Vâng ạ. Em xin chia sẻ lại ạ. Rồi đến, đến ok rồi. Rồi. Uống các thứ vào xong bắt đầu lợi nó cảm thấy nóng. Rồi xong thì Minh đưa ra cái phiếu hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng đúng không? Rồi sao nữa? Em có gửi cho anh ấy cái thông báo là sử dụng sản phẩm thì nó có những cái triệu chứng như thế nào ấy. À. Thì em bảo anh là kiên trì sử dụng rồi. Thế nhưng mà anh ấy có nói như thế, bảo anh bảo là anh đã cắt thuốc bắc uống rồi. Ừ. Thì trong cái thông báo, trong cái lưu ý sử dụng đấy thì em nhớ rằng là khi mà bị những sản phẩm nào nếu như bị nóng thì thường hay là xảy ra hiện tượng là táo bón hoặc là nổi mụn nhọt ở trên mặt hoặc trên người thôi. Nhưng mà cái hiện tượng mà sưng lợi và cái miệng có mùi hôi thì đúng là lần đầu tiên em mới gặp. Ừ. Đấy, thì không biết. Vâng ạ. Thì xin thủ lĩnh có thể phổ cập thêm cho em một chút được kiến thức ở phần này với ạ. Ok. Cảm ơn Hồ Minh. À, một trong những nguyên tắc trong việc mà chăm sóc khách hàng. À, câu chuyện này nó liên quan đến cái sự hiểu biết về cái việc cái quá trình chuyển hóa và đào thải đúng không nào? Thế cho nên là khách
bất kỳ khách hàng hay một ai đó người ta uống có hiện tượng gì đó và người ta kêu ca, bởi vì cái cách phản ứng mà, có phải không nào? Và cái cách phản ứng của người ta nó luôn mình phải khác với người ta. Thế ví dụ như là người ta thấy nó nóng lên, úi dồi, chúc mừng, không ngờ là cái sản phẩm em đưa anh uống nó lại cảm nhận, nó lại chuyển hóa nhanh thế nhỉ? Đó, tức là vì người ta đang đang chưa hiểu, cho nên người ta đang lung lay niềm tin, người ta đang thiếu niềm tin. Việc đầu tiên của mình, bất kỳ ai uống, người ta kêu bất kỳ một cái điều gì, việc của mình là chúc mừng. Đấy, thế cho nên là ví dụ có những cái người mà chúng ta nói về quá trình chuyển hóa đào thải khi uống sản phẩm, và thậm chí là mình dặn trước đúng không, nếu mà có hiện tượng là sôi bụng hay đau tự nhiên đau lên ở đâu đó ấy, là phải mổ gà ăn mừng ngay lập tức. Có một cái hiện tượng bất thường gì đấy xảy ra ấy, là mổ gà ăn mừng ngay lập tức, bởi vì sản phẩm nó giúp cho, đấy là quá trình chuyển hóa đào thải, và nó giúp cho cơ thể tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề, đúng không nào? Thế cho nên mình nói trước như thế. Và khi mà người ta gọi, người ta kêu gì đấy, bởi vì người ta phản ứng là thấy thì khó chịu là người ta kêu. Thế chân việc của mình là sao? Phải chúc mừng, truyền niềm tin cho người ta ngay lập tức. Còn mình mà út thế à? Thế có gì không, từ từ xem đã để mình hỏi, thế là thôi rồi, làm sao mình giúp được người khác, phải không? À, đấy, nghe mình phải truyền cảm hứng, truyền niềm tin cho người khác, chúc mừng. Thế còn mình hiểu nguyên lý là gì? Sản phẩm của chúng ta là siêu sạch, siêu an toàn, à, nhà thức ăn dành cho nhà du hành vũ trụ. Nhà du hành vũ trụ ở cái không gian trên vũ trụ là nó đòi hỏi rất là khắt khe, ngặt nghèo, chúng ta biết rồi. Mà nó đảm bảo tiêu chuẩn mà nhà du hành vũ trụ có thể sử dụng được. Đấy, thế cho nên là uống vào mà ai đó mà bị thế nào đấy ấy, là nguyên lý đầu tiên mình phải hiểu là do người ta, là do vấn đề của người ta, và sản phẩm nó giúp phát hiện vấn đề. Bởi vì chúng ta hiểu nguyên lý như này, nếu các bạn đã nghe kỹ cái video trong bước đầu tiên trong 6 bước đi ấy, cần làm 4 cái video liên quan đến đến sản phẩm ấy, niềm tin sản phẩm. Có những cái vấn đề trong cơ thể con người mà nó xảy ra 50% mình chưa cảm nhận được, xét nghiệm chưa thấy. Xảy ra 70-80%, ví dụ bị ung thư đi. Có những người bị ung thư mà nó đang diễn biến ở cấp độ tế bào ấy, xuống khoảng 50%, xét nghiệm sinh thiết vẫn chưa ra được. Đến 70-80% đi chiếu chụp hay sinh thiết từ đấy mình mới phát hiện sớm, đúng không? À. Thế thì ví dụ cái hôi miệng, có cái người đấy là đang có vấn đề đấy, nhưng nó chưa phát ra bệnh, nó chưa phát ra được. Ví dụ hôi miệng có thể là do vấn đề hệ tiêu hóa có vấn đề, ví dụ như vậy. Và nó chưa phát ra, nhưng do uống sản phẩm của mình, nó giúp cho cơ thể nó báo nhanh sớm hơn, nó báo là ông có vấn đề đấy đấy, thế cho nên là tiếp tục mà uống đi và hoàn thiện ấy, thì sau này nó ngon. À. Nhưng người ta chưa hiểu, và người ta đổ cho rằng là uống sản phẩm của mình vào nó bị hôi miệng. À, chúng ta thấy không nào, nguyên lý nó là như thế đấy. Thì mình phải nắm hiểu nguyên lý. Tự nhiên ví dụ mình đang không thấy vấn đề gì, mình tự nhiên mình uống sản phẩm và mình thấy đau đâu ở đó, là cơ thể nó báo hiệu là mình đang có vấn đề rồi đấy. Cơ thể nó thông minh lắm, cơ thể con người nó siêu thông minh. Ví dụ như này, tại sao mà mình thường là bị đau sưng ở đâu đấy, nó hay nổi hạch đúng không? Nó nổi hạch là cái việc báo hiệu là mình đang có bị sưng tấy hay gì đấy ở chỗ nào đó, phải không nào? Cơ thể con người nó rất thông minh. Thế cho nên ấy, là mình phải hiểu và mình truyền niềm tin để cho người khác, và việc của họ là kiên trì, và thậm chí là sao, trời ơi tốt thế, nhưng mà đấy, giải thích cho họ lý do đấy, và anh hãy uống gấp đôi lên. Tức là người ta còn đang niềm tin mong manh, sợ uống tiếp thì thế nọ thế kia, việc của mình là anh uống gấp đôi lên, kiểu gì cũng ngon. Ít nhất là người ta không uống gấp đôi thì người ta vẫn uống tiếp tục như thế, có phải không nào? Ví dụ như vậy. Hoặc là ai đó người ta uống formula thế nào, Novomin thế nào đó đấy, người ta kêu chẳng hạn, đưa 10 viên đây mình uống cho ngay lập tức, phải không? Người ta ví dụ uống đôi ba viên bốn viên mà người ta cảm thấy thế nào đấy, người ta sợ do cái sự không hiểu cái cơ chế, thế thì mình muốn giúp cho người ta niềm tin, đưa đây 10 viên đây mình uống ngay luôn. Thế thì và khi mình uống thì người ta thấy ủa, người ta đang sợ uống ba bốn viên mà uống vào chết người đến nơi, tự nhiên mình uống 10 viên
mình chuyển cho người ta niềm tin không? Hoặc là ở xa mình không ấy, đây này, nhìn này, lấy ra 10 viên mình uống, ví dụ như vậy. Thì đấy, cách cách như thế Hùng Minh nhé. Và khi mình có sức mạnh niềm tin, có sự hiểu biết thì mọi thứ nó trở nên đơn giản. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Hùng Minh. Rồi bây giờ quá 3 phút rồi, anh chị em chúng ta bật micro ăn mừng chiến thắng, chúc cả nhà tập trung làm giàu thế giới bên trong, và đương nhiên là phải hành động giống như Tan Tan kể câu chuyện con Thiên Lý Mã ấy. Để chúng ta có học nhưng chúng ta mà không hành động thì nó cũng không chuyển hóa được. Đúng không? Nào, 1, 2, 3. Du lịch quanh thế giới. Infinity Leader. Xin chào anh chị em Infinity Leader. Xin chào cả nhà. 20 tràn đầy năng lượng ngoài.